Này sĩ sẽ hướng dẫn anh em bấm đầu phát. 855. Bên kia là 39. 855 à? Tám năm năm à? 999 à? 144 mét đây. Hôm qua em đo chuẩn không? Đấy, nguyên cắt cái thừa đấy. Có mình biết đấy, còn một nữa. Đó. Đó, tính cái từ cái đầu này mà anh. Đầu này. Đang bảo con cắt thừa đấy còn nữa. À, không. Thế à? Cái này nó theo quy định, nó tức là nó cuốn ở ngoài ấy, nó chỉ cho phép anh được 5 mét thôi. Để chẳng như anh có di rời đoạn nào thì 5 mét đã vừa. À, đồng chí sĩ Văn Tốt. À Tốt Văn Sĩ. Đang đỏ đang làm. Em mang cục cái bài chưa? Có rồi. Cho anh cục rồi đó. À có hai loại để chú tí anh chọn. Ta cứ loại là chúng mình cứ loại là được đấy, cái tao khoảng vài năm thôi. Đừng có mẹ à, đừng có mà tao chưa dùng mà đã học ta là ta kiện cho. Ta còn trước của ta mà kiện thì chúng mày có. Ủi hết. Em không sợ kiện đâu. Em không sợ kiện đâu, chỉ sợ nó có hỏng cho mà kiện thôi. Em không sẽ xoay đâu. Đâu xoay để bố quay. Còn quay lên TikTok. Lên TikTok. YouTube đấy lên TikTok. Chắc tính nhầm cho anh thôi. Mẹ này tao lấy có 100 mét vì sao tao có giả lại 28 mét. Chắc tính nhầm. Chắc tính nhầm thật đấy. Bởi vì anh cứ là anh muốn đo anh cứ dùng dạ anh muốn tính đất thôi. Đấy, cái chỗ thằng cô này tao vừa chỉ cho. Đây đây em ơi, làm cái đầu mới đấy. Cái lều tao vừa cái lều nhỏ nhỏ của anh đấy đúng không? Không, cái lều trước ấy. Cái thùng gà đầu tiên đấy, ngày trước đấy thì tao mới chỉ cho nó là đây, ngày trước tao lấy tao làm chỗ này đây, dây đây vào đến đấy là 100 đấy đấy làm... cùng chuôi mà em không thích làm đồ mới được không? Bật kính á, thế là tao mới bảo nói thì nó mới ấy thì hôm qua tao chả bảo mày à. Vâng, tao lấy có 100 mét dây điện với mẹ nó lại còn thừa đến 30 mét. Còn thừa 28 mét thì ta chả bảo có 70 mét. Thấy lên video thấy run tay đấy. Nhà có video bao giờ lên biết. Ngại lắm đừng có quay. Đây là cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang từ cáp quang sang từ điện sang quang ấy. Đây là đầu đầu B này. À. Gặp một chiếc bịt mẹ nó nhà đi theo quay vlog. Thế mày quay đi anh làm nhá. Chị em có biết vlog là gì đâu mà quay. Để tí nữa bọn em thít cho anh ạ, để tí nó còn dồn ra ngoài. Để cho nó gọi. Cắm dây lan vào đây. Dây quang vào đây. Đấy, dây quang vào đây. Đấy, bình tĩnh mình. Bô. Quá uy tín luôn á. Quá uy tín à. Đây là dây lan sẽ cắm từ cái wifi xuống. Dây này cơ mà. Dây đấy là dây gì đây? Dây loa à? Không. Ở đây này á, dây loa. Cắm biết. Dây loa anh dồn về đây được tôi muốn thoải mái đây. Này cầm để anh làm. Hồi trước là anh mua TV là mắc rồi anh.
Nó cho anh Nguyễn. Hả? Ôi màn hình nha. Anh đứng né né bên này em thấy nè. Hôm nay để sếp làm để đi quay vlog. Dây kia hả? Mang đồ ra nhá. Được chưa? Rồi, anh à, đưa em cái dây chít đây.